Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ Bảy, ngày 3 tháng 9 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa với các nội dung chính sau đây. Khánh Hòa hướng đến mục tiêu phát triển nông nghiệp hiệu quả bền vững. Đẩy mạnh chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh trước thềm năm học mới. Ô nhiễm rác thải nhựa trên các vùng nuôi trồng thủy sản ở huyện Vạn Ninh. Sau đây là nội dung chi tiết. Bước sang tháng 9, xu hướng điều chỉnh tăng biểu lãi suất tiết kiệm tiếp tục diễn ra sôi động, thậm chí có ngân hàng đã mạnh tay nâng biên độ điều chỉnh so với tháng 8. Báo cáo cập nhật kinh tế vĩ mô tháng 8 năm 2022 của công ty chứng khoán Vietcombank VCBS đánh giá lãi suất huy động từ đầu năm tới nay tại nhiều ngân hàng đã tăng từ 0,8 đến 1% một năm và dự báo xu hướng này vẫn tiếp diễn. Mặt bằng lãi suất huy động dự báo tăng từ 1 đến 1,5% một năm cho cả năm nay. Trong xu hướng này, người dân gửi tiết kiệm sẽ có lợi hơn so với các kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản, vàng, trái phiếu. Theo chuyên gia kinh tế, động thái tăng lãi suất tiền gửi ở các ngân hàng trong giai đoạn này là dễ hiểu khi nhu cầu vay vốn đang tăng cao. 6 tháng đầu năm, tín dụng tăng 9,35% so với cuối năm 2021. Đây là mức tăng 6 tháng đầu năm cao nhất trong vòng 10 năm qua. Con số này phản ánh nhu cầu về vốn đang tăng mạnh trở lại để phục vụ sản xuất kinh doanh sau thời gian dài đình trệ vì dịch bệnh, đẩy lãi suất liên ngân hàng và lãi suất huy động liên tiếp nhích tăng. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 35 trong số 60 tỉnh, thành phố hoàn thành giải ngân 100% hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ. Có 8 tỉnh, thành phố khác hoàn thành tỷ lệ giải ngân từ 95% trở lên, đó là Bình Phước, Quảng Ninh, Kiên Giang, Hà Nam, Đắk Lắk, Bến Tre, Đồng Nai, Ninh Thuận, Khánh Hòa. Một số địa bàn trọng điểm có số lượng lao động thuộc diện thụ hưởng chính sách lớn, cũng có tỷ lệ giải ngân khả quan hơn. Dự kiến khoảng 3,4 triệu lao động được thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà, với ngân sách ước tính là 6.600 tỷ đồng. Nghề nuôi tôm hùm lồng thương phẩm phát triển mạnh ở các vùng nuôi Vạn Ninh, Cam Ranh, Nha Trang, Ninh Hòa. Đến nay đã lên đến 63.400 lồng, sản lượng khoảng 1.500 tấn một năm. Tuy nhiên, sau một thời gian dài phát triển, nghề nuôi tôm hùm lồng trên địa bàn tỉnh đang bộc lộ nhiều khó khăn thách thức. Các chuyên gia nhận định nghề nuôi tôm hùm lồng tại Khánh Hòa và nhiều địa phương khác ở khu vực Nam Trung Bộ đang phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức lớn như con giống phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn khai thác tự nhiên nhập khẩu, công nghệ nuôi lạc hậu, chưa kiểm soát được dịch bệnh, rủi ro từ thức ăn tươi sống gây ô nhiễm vùng nuôi, thị trường tiêu thụ chủ yếu qua đường tiểu ngạch nên thiếu bền vững. Muốn nghề nuôi tôm hùm lồng phát triển phải tháo gỡ những nút thắt này. Theo đại diện Chi cục Thủy sản Khánh Hòa, để phát triển nghề nuôi tôm hùm thương phẩm một cách bền vững thì phải gắn xuất khẩu mặt hàng này theo đường chính ngạch. Hiện nay một số đơn vị xuất khẩu theo con đường này. Tuy nhiên, thị trường đòi hỏi nhiều yêu cầu nghiêm ngặt về truy xuất nguồn gốc, chất lượng sản phẩm. Vì vậy, trong thời gian tới, Chi cục Thủy sản Khánh Hòa sẽ hướng dẫn người dân nuôi theo đúng vùng quy định được phép nuôi, có đăng ký kê khai đầy đủ, hướng dẫn người nuôi áp dụng quy trình nuôi an toàn, truy xuất rõ nguồn gốc giống, hình thành chuỗi liên kết doanh nghiệp người nuôi để ổn định đầu ra. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định nông nghiệp đóng vai trò quan trọng là lợi thế nền tảng để phát triển về kinh tế. Phát triển nông nghiệp hiệu quả sẽ giúp địa phương khai thác tốt lợi thế tiềm năng về đất, nước, không khí, con người, truyền thống lịch sử và văn hóa, chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, hướng đến một nền nông nghiệp có trách nhiệm, hiện đại và bền vững. Thủy sản được xác định là ngành kinh tế quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. Dự kiến đến năm 2030, ngành khai thác và nuôi trồng thủy sản tại Khánh Hòa sẽ chiếm tỷ trọng khoảng 62% cơ cấu sản phẩm nông nghiệp. Hướng đến mục tiêu trên, tỉnh Khánh Hòa đã tập trung nguồn lực cho phát triển sản xuất, đưa thủy sản trở thành sản phẩm hàng hóa chủ lực có tính cạnh tranh cao, phục vụ nhu cầu xuất khẩu đến thị trường các nước trong khu vực và trên thế giới. Tổ chức sản xuất hợp lý trên cơ sở áp dụng khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả về kinh tế.
gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ nguồn lợi, môi trường sinh thái biển với hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản để phát triển bền vững. Nghị quyết 09 về nuôi trồng thủy sản trên biển, tức là xây dựng cái cơ chế, có cái cơ chế chính sách thông thoáng đủ mạnh, chẳng hạn nuôi vùng biển hở là nuôi vùng biển từ 3 hải lý trở ra, còn từ 3 hải lý trở vào là từ hồi giờ bà con của mình nuôi rồi. 3 hải lý đến 6 hải lý là có một cái cơ chế chính sách, và ngoài 6 hải lý có một cái cơ chính sách và cơ chế chính sách đủ mạnh để khuyến khích cho các cái tập đoàn, các cái doanh nghiệp người ta tham gia vào. Nuôi lớn, nuôi nó với công nghệ hiện đại và là đầu tư về nguồn lực là lớn, đủ là lớn thì mới đảm bảo được để tạo ra nó những cái nguồn sản phẩm lớn để phục vụ cho chế biến và xuất khẩu. Với định hướng phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững, tỉnh Khánh Hòa sẽ tập trung hoàn chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với lợi thế về cạnh tranh và yêu cầu của thị trường, ưu tiên phát triển thành vùng chuyên canh đối với cây trồng có thế mạnh, mang lại giá trị kinh tế cao như sầu riêng Khánh Sơn, xoài Cam Lâm, bưởi da xanh Khánh Vĩnh, tỏi Ninh Hòa, phục hồi các loại cây ăn quả có tiềm năng như vú sữa Diên Khánh, dừa xiêm Vạn Ninh, thúc đẩy phát triển cây trồng mới có triển vọng như cây dược liệu, cây cảnh, nấm ăn. Đối với sản xuất lúa gạo sẽ phát triển ổn định diện tích đang canh tác, chú trọng đổi mới tư duy, chính sách quản lý từ tập trung nâng cao sản lượng sang coi trọng chất lượng, vừa đảm bảo an ninh lương thực nông thôn, vừa khai thác sử dụng hiệu quả tài nguyên đất và nguồn nước có sẵn. Mục tiêu của chương trình hành động số 30 của tỉnh ủy và thực hiện nghị quyết 09 đó là phát triển nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa theo cái tinh thần là phải chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, khai thác cái nông nghiệp mà theo cái chuỗi giá trị và đa giá trị, đặc biệt là trong những cái xu hướng mà đô thị hóa của Khánh Hòa sẽ phát triển mạnh trong thời gian đến đây, thì cái việc mà tổ chức những cái mô hình nông nghiệp mà mang tính đa giá trị thì hết sức là cần thiết, bởi vì người nông dân sẽ tích hợp vào cái việc sản xuất với lại khai thác những cái tiềm năng thế mạnh của địa phương. Trên cơ sở xác định nhóm sản phẩm chủ lực cấp tỉnh và đặc sản địa phương, tỉnh Khánh Hòa sẽ xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đưa cơ giới hóa đồng bộ từ sản xuất đến khâu thu hoạch, thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghệ chế biến, bảo quản sản phẩm, ưu tiên áp dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường và phù hợp với đặc điểm của từng nhóm sản phẩm. Nhà nước và các thành phần kinh tế cùng phối hợp tổ chức đào tạo, hướng dẫn, chuyển giao những kỹ thuật mới, ứng dụng tiến bộ khoa học vào thực tiễn, hỗ trợ nông dân đầu tư áp dụng các quy trình sản xuất hiện đại để nâng cao hiệu quả về kinh tế. Tỉnh Khánh Hòa của chúng ta đang thực hiện cái nghị quyết 09 của Bộ Chính trị. Trong đó thì cũng tập trung phát triển cho các vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là hai huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh. Và chúng ta cũng biết rằng là hai huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh có những cái sản phẩm du lịch rất đặc trưng của hai địa bàn. Thế thì chúng ta phấn đấu là tham gia các cái sản phẩm dịch vụ phục vụ cho cái nhu cầu phát triển du lịch chung của cả tỉnh, nghiên cứu áp dụng các chính sách hiện có để ưu tiên vốn đất đai, hỗ trợ thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển sản xuất, tập trung các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thúc đẩy chế biến sâu, liên kết và gắn với vùng nguyên liệu địa phương để hình thành các chuỗi giá trị hoàn chỉnh. Thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp hiệu quả đến năm 2030, ngành nông lâm thủy sản của tỉnh sẽ đạt tốc độ tăng trưởng bình quân từ 2,5 đến 3% một năm. Giá trị xuất khẩu toàn ngành tăng bình quân từ 5 đến 6% một năm. Phấn đấu đến năm 2050, tỉnh Khánh Hòa có nền nông nghiệp phát triển bền vững, thân thiện với môi trường, ngành công nghiệp chế biến nông sản ngày càng hiện đại, mang lại giá trị gia tăng cao. Với sự nỗ lực đó, ngành nông nghiệp của tỉnh sẽ có những đóng góp quan trọng để hoàn thành mục tiêu xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc trung ương, đúng với tinh thần nghị quyết 09 mà Bộ Chính trị đã đề ra. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các địa phương tăng cường quản lý hoạt động mua bán sinh phẩm, chẩn đoán xét nghiệm, thuốc chữa bệnh cúm mùa trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Báo cáo tham mưu các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định.
Trước đó, Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương nghiêm túc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè năm 2022, nhất là dịch cúm mùa, dịch COVID-19 và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp khác. Trong đó, tập trung các nội dung sau: chủ động tăng cường hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng cung ứng thuốc điều trị, sinh phẩm chẩn đoán xét nghiệm cúm mùa, đặc biệt là test nhanh, xét nghiệm cúm mùa. Đảm bảo giữ ổn định giá thuốc điều trị, các trang thiết bị y tế xét nghiệm, phòng chống dịch cúm mùa, đặc biệt là test nhanh xét nghiệm cúm mùa, không bán cho các đơn vị thu mua, đầu cơ để tăng giá khi nhu cầu trong nước đang tăng cao, gây khan hiếm thị trường, thực hiện kê khai giá, niêm yết giá thuốc điều trị, trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng quản lý thị trường cần tăng cường thanh tra kiểm tra việc kê khai giá, niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết, kiểm tra các hành vi đầu cơ, găm hàng, mua găm hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán các thuốc, trang thiết bị y tế, phòng chống dịch cúm mùa bất hợp lý, kiểm tra ngăn chặn các đơn vị thu mua đầu cơ, giao bán trên mạng, trái phép thuốc, trang thiết bị y tế, phòng chống dịch cúm mùa để trục lợi, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm. Tuyên truyền hướng dẫn người dân khi có biểu hiện nghi ngờ cần đến các cơ sở y tế, trạm y tế xã phường để khám bệnh, xét nghiệm và sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19 đang đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ khẩn trương, nhất là tiêm cho trẻ em, đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi trong thời điểm hiện nay. Trước thềm năm học mới, ngành y tế, ngành giáo dục đào tạo và các địa phương phối hợp đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ. Phấn đấu đến hết ngày 30 tháng 9, các đơn vị, trường học vận động chỉ tiêu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các lứa tuổi đạt từ 95% trở lên. Để tăng độ bao phủ vaccine phòng COVID-19 cho học sinh trước thềm năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Sở yêu cầu các trường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung liên quan đến việc tiêm vaccine phòng COVID-19 để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh, nhất là nhóm học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi và nhóm từ 12 đến dưới 18 tuổi, nhận thức đầy đủ tầm quan trọng và trách nhiệm của mình, tích cực tham gia tiêm chủng đầy đủ. Theo lãnh đạo các trường học, thực hiện chỉ đạo của các cấp, nhà trường đã yêu cầu các giáo viên chủ nhiệm thường xuyên vận động phụ huynh đưa trẻ đi tiêm chủng. Trước đó, ngay từ trong hè, giáo viên đã thường xuyên cập nhật danh sách các học sinh, gửi cho phụ huynh thời gian, địa điểm tiêm chủng của trẻ. Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nên công tác tiêm chủng đã được triển khai đúng kế hoạch và đạt tỷ lệ cao. Tính đến chiều ngày 31 tháng 8, toàn tỉnh đã triển khai tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, mũi 1 được trên 91% và mũi 2 trên 44% số trẻ trong độ tuổi. Khi mà nhận cái thông tin tiêm chủng thì cũng rất là phân vân, bởi vì hầu hết phụ huynh nào cũng lo lắng không biết là tiêm xong thì con mình nó sẽ bị những cái phản ứng gì và những cái hậu quả hoặc là những cái hệ lụy sau tiêm như thế nào, thì có ảnh hưởng tới sức khỏe về lâu dài của các con hay không. Cho nên thật sự thì cũng phân vân lắm. Đồng thời thì vào cái tháng 3 thì con cũng đã mắc Covid một lần rồi. Đó thì mình cũng trì hoãn tới thời điểm hôm nay. Tuy nhiên là trước ngày khai trường á thì cũng tìm hiểu qua nhiều kênh thông tin á, thì cảm thấy cái việc tiêm chủng cho trẻ em thì cũng rất là an toàn và theo cái chủ trương thì cũng tạo điều kiện cho các cháu là tiêm và nhập học theo cái đúng cái kế hoạch. Thì thành ra là mình cũng mạnh dạn cho con đi tiêm. Thì theo ý kiến chỉ đạo của các cấp thì nhà trường chúng tôi đã thực hiện triển khai trong hội đồng sư phạm nhà trường. Bên cạnh đó là đã tổ chức họp với ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường, rồi ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp để tuyên truyền đến phụ huynh về việc là phải tiêm chủng vaccine cho các con trước khi các con khai giảng năm học mới. Thì nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh của 25 lớp trong 2 ngày 22 và 23 tháng 8 để giáo viên chủ nhiệm các lớp tuyên truyền, động viên, khuyến khích phụ huynh học sinh cho con em tham gia. Thì sau khi nhà trường đã tuyên truyền đến phụ huynh học sinh thì nhìn chung là phụ huynh đồng thuận và cho con đi tiêm, bởi vì phụ huynh hiểu rằng việc tiêm chủng vaccine là sẽ đảm bảo an toàn cho các con khi các con đến trường, để không làm gián đoạn cái việc học tập của các con nếu như dịch bùng phát trở lại. Mặc dù trẻ em có nguy cơ
mắc bệnh nặng do nhiễm SARS-CoV-2 thấp hơn so với các nhóm tuổi khác. Tuy nhiên, khi mắc COVID-19, trẻ em cũng có đầy đủ các nguy cơ tiến triển bệnh nặng và biến chứng mắc các tình trạng hậu COVID-19, đặc biệt là những trẻ có bệnh lý nền. Ngoài ra, việc lây nhiễm của biến chủng Omicron xuất hiện nhiều hơn ở trẻ em, nhất là ở những trẻ chưa tiêm chủng. Vì vậy, khi trẻ được tiêm vaccine phòng COVID-19, nếu không may mắc COVID-19 thì biểu hiện bệnh sẽ nhẹ và ít biến chứng. Theo các chuyên gia, vaccine phòng COVID-19 cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi là an toàn, không có tác dụng phụ nào đáng kể ngoài những dấu hiệu hay gặp khi tiêm các loại vaccine khác. Hai loại vaccine phòng COVID-19 được Bộ Y tế phê duyệt dùng để tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi gồm vaccine Pfizer và vaccine Moderna. Đối với việc tiêm chủng thì trong quá trình tiêm chủng thực hiện tại điểm tiêm chủng thì cán bộ y tế sẽ theo dõi các em ít nhất là 30 phút sau tiêm. Tất cả nếu các em có những vấn đề gì mà xuất hiện các cái triệu chứng thì cán bộ y tế sẽ xử lý ngay tại điểm tiêm. Sau đó thì khi các em về nhà thì phụ huynh học sinh chú ý theo dõi các em trong vòng là một tháng, thì đặc biệt là 3 ngày đầu là cố gắng phụ huynh học sinh theo dõi các em có những cái vấn đề gì bất thường không. 3 ngày đầu cho đến 7 ngày thì tất cả những cái gì triệu chứng mà có bất thường, ví dụ trẻ em có mệt mỏi kéo dài, nó sốt kéo dài hơn 24 tiếng, hoặc là nó có những xuất hiện những cái triệu chứng ly bì đúng không? Thì mặc dù tỷ lệ này nó rất là ít thì nhưng mà chúng ta theo dõi để chúng ta có thể là đưa đến cơ sở y tế để xử trí ngay kịp thời. Đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến khó lường, do đó cùng với các biện pháp phòng ngừa khác thì vaccine chính là giải pháp căn cơ, là tấm lá chắn quan trọng để bảo vệ sức khỏe cho người dân, nhất là trẻ em khi các em bước vào năm học mới. Do đó ngành y tế khuyến cáo vì một cộng đồng không còn dịch bệnh, các bậc phụ huynh hãy đưa con em đi tiêm chủng đầy đủ. Nhờ đọc qua, một số vùng nuôi trồng thủy sản trên biển ở huyện Vạn Ninh có dấu hiệu ô nhiễm nghiêm trọng, khiến việc nuôi tôm hùm, cá biển và các loài thủy sản ngày càng khó khăn. Giải pháp trước mắt vẫn là nâng cao ý thức giữ gìn môi trường chung, trong đó việc hạn chế rác thải nhựa là rất quan trọng. Những hình ảnh này được ghi lại ở xã Vạn Thành, huyện Vạn Ninh. Ở đây và các xã nuôi trồng các địa phương ven vịnh Vân Phong, dễ dàng bắt gặp hình ảnh rác thải nhựa, túi ni lông trôi nổi trên mặt biển. Không chỉ vậy, một số người còn xả thẳng ra môi trường vỏ chai thuốc thú y thủy sản, thùng nhựa đã qua sử dụng khiến năng suất thấp. Biển ô nhiễm, cá tôm thường xuyên nhiễm bệnh cũng khiến người dân xã Vạn Thành dần thay đổi nhận thức. Hiện xã đã lập một tổ thu gom rác trên biển. Đối với hộ nuôi gần bờ, không vứt rác, thức ăn thừa ra biển mà hàng ngày vệ sinh, đưa rác đến điểm tập kết trong đất liền để xử lý. Các hộ nuôi ở xa bờ tự nguyện đóng góp kinh phí để thuê ghe thu gom, chuyên chở thức ăn thừa rác thải vào bờ. Huyện Vạn Ninh có gần 40.000 lồng nuôi thủy sản với khoảng 80% lồng nuôi tôm, 20% lồng nuôi các loại cá biển. Lượng thức ăn tươi dành phục vụ nuôi thủy sản lồng bè lớn, kèm theo đó là các túi ni lông để đựng. Nếu không được thu gom đưa vào bờ thì lượng túi ni lông thải ra biển sẽ rất lớn. Giải pháp trước mắt và lâu dài của huyện chủ yếu vẫn là tuyên truyền cho người dân giữ gìn môi trường nuôi trên biển. Việc kiểm soát được rác thải, nhất là rác thải nhựa trong nuôi trồng thủy sản trên biển, sẽ đảm bảo được môi trường vùng nuôi, hạn chế dịch bệnh trên thủy sản. Ngoài tuyên truyền, các ngành chức năng cũng đang tiến hành phát triển, nhân rộng các mô hình quản lý rác thải nhựa trong sản xuất thủy sản nói chung và nuôi trồng thủy sản nói riêng. Tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, ngày thứ hai kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, trên toàn quốc xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm tử vong 10 người, bị thương 11 người. So với ngày nghỉ lễ thứ hai năm ngoái, số vụ tai nạn giao thông không tăng, nhưng tăng 3 người tử vong. Tai nạn giao thông đường sắt, đường thủy không xảy ra. Kết quả thực hiện tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 10.472 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 17 tỷ đồng, tạm giữ 246 xe ô tô, 3.204 xe mô tô, 16 phương tiện khác, tước 1.571 giấy phép lái xe các loại. Chào mừng 77 năm Cách mạng tháng 8 thành công, 19/8/1945, 19/8/2022 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2/9/1945, 2/9/2022. Tối qua tại quảng trường 2 tháng 4 thành phố Nha Trang, đoàn ca múa nhạc Hải Đăng thực hiện chương trình biểu diễn nghệ thuật Bài ca Tổ quốc. Trong hơn 90 phút, các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên của đoàn đã gửi tới khán giả và du khách 16 tiết mục ca múa nhạc. Các tiết mục thể hiện khí thế, ý chí cách mạng của người dân Việt Nam, tình yêu quê hương đất nước, biển đảo Trường Sa, ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh như tiếng quân ca 19 tháng 8, cùng nhau đi Hồng Binh,
Tiếng hát giữa rừng bắt bó, Việt Nam quê hương tôi, em hát về Trường Sa. Bên cạnh đó còn có những tiết mục về vẻ đẹp thiên nhiên con người của vùng đất Nha Trang Khánh Hòa trong độ vào thu, Nha Trang mùa thu lại về, Nha Trang thu, phố biển, sóng, Nha Trang, Khánh Hòa ngày mới. Chương trình biểu diễn nghệ thuật bài ca Tổ quốc là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao với chủ đề Nha Trang mùa thu lại về. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.